Xin chào anh em, đây là con hàn Suhoon T60 nhé. Con này thì anh em có thể sử dụng độc lập hoặc là lên hai tay của con này. Nó không phải là song song mà nó sẽ dùng từng tay một. Ví dụ như anh em làm tay này xong thì dừng cũng được. Đây là lên này. Khi lên thì anh em ví dụ như đang dùng tay này chạy này 300 độ nhé. Anh em gác nó lại này. Ví dụ mình làm xong việc tay đấy thì mình nhấc tay này lên mình làm tiếp chẳng hạn, để làm việc khác thì nó lại chạy tay bên này. Đấy. Nó không chạy hai tay cùng một lúc đâu nhé. Hai tay thì khả năng là nó chỉ nóng tay này, còn tay này sẽ không nóng này. Bởi vì là nó không chia ra như máy hàn hai tay song song luôn. Những cái công việc ví dụ như là anh em mình cũng không ai làm, không ai dùng hai tay để mà làm cùng một lúc được cả. Hầu như là cái việc đấy rất là khó. Làm khò tay hàn thì cần bảo là làm được, cần tay hai tay hàn thì cũng rất là khó. Con này thì được cái là chất lượng Suhoon thì nó vẫn tốt hơn là thằng dòng iPhone. Đây là tay da của nó này, còn tay nối sang bên cái đế gác CJ8 này nó rất là dài. Cái đế này nó dài khoảng tầm 1m2 hay 1m4 thì phải. Đây anh em có thể để nó rất là xa từ máy hàn chẳng hạn, ví dụ như là ngồi xa thì vẫn làm được, ngồi xa thì vẫn di chuyển nó ra được. Thế còn các cái phần kênh nhớ thiết lập đây. Cái chạy kênh nhớ 1, C1, C2, C3 tăng giảm nhiệt này, chọn độ C, độ F này, chọn độ C giữ vào đây là sang độ F này. Đấy, giữ vào đây bấm một cái nữa vào sang độ C này. Đấy. Các cái chức năng như là khóa phím khi mà bật nguồn CS1 thì anh em mình giữ đây là sẽ LOK nhé, lock và bị khóa phím rồi thì sẽ không bấm được cái gì nhé. Đấy là, đây là khóa phím cho người lạ không dùng này, bấm nó sẽ báo error này. Thì anh em mình muốn mở phím thì lại tắt đi, bật nguồn lên để LOK off này thì sẽ lại chạy tiếp này. Đấy, bấm được này. Tắt loa, mở loa đều có nhé. Cái loa này anh em có thể có chức năng tắt mở nhé. Thì nó có chức năng thiết lập là cho cái tay hàn này có được dùng hay không. Cái tay bên này ví dụ như là nó thiết lập là được phép hoạt động hay không được phép hoạt động là tùy nhé. Đấy, còn những cái phần này căn chỉnh cái góc hướng này. Đấy, tiện lợi cho mình theo tư thế của người dùng ấy. Đi kèm là hai tay tăng giảm âm lượng à, tay tăng giảm à, xin lỗi tăng giảm nhiệt ở trên tay nhé. Hai tay tăng giảm nhé, rồi đi kèm là 6 mũi nhé, cả bộ là nó sẽ gồm 6 mũi hàn nhé. Hai tay mình lắp ở hai mũi lắp trên tay rồi này. Đấy, trên này ví dụ như là anh em cũng tăng giảm này, tay này cũng tăng giảm nhé, và giữ hai và đây thì giữ hai phím này này cùng lúc thì nó sẽ tắt tay nhé. Đấy, off này, tắt hẳn tay nhé. Đấy, như nó cái chức năng đấy nó đều giống như mình bấm hai cái phím này. Bây giờ mình giữ vào đây hai phím cùng một lúc thì nó sẽ lại on lại chạy lại nhé.